Và các cái gốc tự do này khi mà nhiều trong cơ thể, nó thậm chí nó còn làm tổn hại cả các cái tế bào lành nữa. Đó là lý do tại sao mà có những cái tình trạng mà chúng ta bị những cái bệnh về, ví dụ như là bệnh chuyển hóa hoặc là những cái bệnh về ung thư rất là nhiều. Bởi vì tại sao ạ? Vì cơ thể chúng ta rất là nhiều độc tố và trong cơ thể rất là nhiều nhiều gốc tự do. Và để làm gì để chúng ta có thể loại bỏ các gốc tự do? Điều này thì cũng không hề khó, không hề dễ đúng không ạ? Thì hầu như là các sản phẩm trên thị trường hiện tại thì có khả năng bảo vệ cho khoảng một nguyên tử gốc tự do thôi. Nhưng trong cơ thể chúng ta thì có đến khoảng 6 loại gốc tự do sơ cấp. Và hiện tại là trái ma quy thì có khả năng là giúp bảo vệ được chống lại tất cả các cái 6 loại gốc tự do sơ cấp này. Thì có thể nói đây là một cái khả năng bảo vệ phổ rộng nhất đúng không ạ? Khi chúng ta dùng một cái sản phẩm, một cái trái cây đơn giản như thế này thôi, nhưng khi vào cơ thể thì sẽ giúp loại bỏ gốc tự do và bảo vệ các tế bào lành cho chúng ta, và cơ thể chúng ta sẽ dần dần là sạch các gốc tự do và sẽ khỏe mạnh. Và đây là một cái hợp chất rất là đặc biệt, đó là ma quy X. Nó là một cái chiết xuất từ trái hữu cơ siêu cô đặc. Và cái chiết xuất này thì cũng là do tiến sĩ Hanke phát triển và mạnh gấp 10 lần so với trái ma quy đơn lẻ, và là công thức độc quyền của Quary và không bày bán tại các cửa hàng. Đây là một cái trái nhỏ mọng nhưng mà rất là nhiều lợi ích và hỗ trợ tăng cường trong vấn đề kiểm soát cân nặng, tức là giảm cân. Vấn đề giảm cân của trái ma quy thì cực kỳ là tuyệt vời. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần đảm bảo duy trì dùng đúng đủ đều sản phẩm này một cách rất là đơn giản, cách đơn giản nhất em có thể nói là cho đến hiện nay, đơn giản và rất là an toàn, thì chúng ta chắc chắn là sẽ giảm được cái số cân nặng theo cái mục tiêu của chúng ta, và tăng cân hoặc là duy trì vóc dáng và giúp tăng cường mức năng lượng rất là tuyệt vời. Cái tăng mức năng lượng này có quan trọng không ạ? Theo em rất là quan trọng, bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta hầu như bây giờ trong cái thời buổi xã hội hiện đại như bây giờ, chúng ta hay bị stress nhiều, chúng ta hay bị những cái lượng công việc, khối lượng công việc rất là nhiều. Cho nên cái thời gian nghỉ ngơi, cái thời gian thậm chí là ăn uống sao cho những cái thực phẩm lành mạnh chúng ta cũng không có đủ. Cho nên là chúng ta bị những cái năng lượng rất là thấp. Đó là lý do tại sao cơ thể chúng ta cứ bị mệt, bị oải. Đó. Thì với cái giải pháp này thì sẽ giúp chúng ta tăng cường mức năng lượng, có nghĩa là người chúng ta lúc nào cũng cảm thấy khỏe khoắn này, nhanh nhẹn, làm cái gì cũng có thể giải quyết được, nó thông và nó trôi hơn. Và hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, chống lão hóa. Cái này em rất là thích, bởi vì tại sao ạ? Vì cơ thể chúng ta là cái quy tắc, cái quy luật của tự nhiên là gì ạ? Là sẽ già đi. Nhưng nếu chúng ta không biết cách thì cái quy luật đó sẽ đến với chúng ta. Có những người rất là nhanh đúng không ạ? Có những người thì chậm hơn, nhưng mà cơ thể họ dần như là họ sản sinh ra một cái chống lão hóa tự nhiên rồi. Nhưng hầu như với cái cường độ công việc và cường độ cuộc sống hiện tại thì cái tốc độ lão hóa rất là nhanh. Nhưng đây là một cái giải pháp giúp chúng ta làm chậm quá trình lão hóa và thậm chí là còn trông trẻ hơn, và giúp tăng cường các cái phản ứng viêm lành mạnh và thải độc toàn cơ thể, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, sức khỏe thị giác, mắt, và tăng cường sức khỏe làn da. Với cái hỗ trợ sức khỏe tim mạch và sức khỏe về về huyết áp ấy ạ, thì đây là một cái sản phẩm mà nó giúp chúng ta làm sạch tất cả các cái mỡ bẩn, mỡ thừa trong cơ thể. Cơ thể chúng ta có hai loại mỡ, là một là mỡ dưới da và một cái mỡ nữa là các cái mỡ nội tạng và mỡ trong trong máu, gọi là cholesterol ấy ạ. Thì khi chúng ta sử dụng sản phẩm này sẽ hỗ trợ chúng ta quét sạch các cái mỡ đó, và khi cái mỡ đó được quét sạch thì cơ thể chúng ta làm sao ạ? Máu huyết nó sẽ lưu thông một cái tốc độ bình thường. Chính vì vậy, tim mạch của chúng ta sẽ được làm việc tốt hơn. Đó. Cho nên các anh chị, đây là một cái gọi là một cái thông tin nó rất là hay. Các anh chị trải nghiệm, chúng ta sẽ phải tin ở cái cấp độ chúng ta trải nghiệm đúng không ạ? Còn em nói thì các anh chị chỉ tin một phần thôi, nhưng chúng ta hãy trải nghiệm và hãy hãy xem là cái thông tin của em Hương Ly hôm nay đưa ra là có chính xác không ạ? Và đặc biệt là duy trì cái mức đường huyết rất là tốt. Cái này thì sản phẩm này nó rất là ít calo, thế cho nên rằng là và nó là thuộc cái nhóm mà đường huyết thấp, cho nên là những người mà có nguy cơ về tiểu đường hoặc là đang mắc bệnh tiểu đường thì chúng ta cũng có thể là yên tâm để sử dụng cái sản phẩm này. Và đây là hai cái sản phẩm rất là tuyệt vời của Query. Các anh chị có thấy rằng là đến với một công ty mà chỉ có hai sản phẩm thì chúng ta có bị thất vọng về số lượng sản phẩm không ạ? Chúng ta có thấy rằng là sản phẩm nó bị ít không ạ? Phải nhiều cơ thì mới thích đúng không ạ? Nhưng thực tế là qua trải nghiệm làm trong công việc này của em thì em đã rút ra một điều là những cái gì đơn giản nhất, những cái gì mà dễ nhất thì nó vẫn là cái mà để cho chúng ta dễ lan tỏa.
và bản thân chúng ta khi sử dụng chúng ta cũng dễ. Bởi vì tại sao ạ? Vì đây là cái sản phẩm đầu tiên của Query, đây là một cái bữa ăn mà gọi tên là Query Shake. Shake nghĩa là gì? Là lắc. Có nghĩa là chúng ta chỉ có lắc lên với nước thôi. 2 phút là chúng ta đã có một cái bữa ăn sáng rất là nhanh, siêu nhanh và siêu đầy đủ chất dinh dưỡng ạ. Và thành phần là gồm trái maqui, các cái chất xuất từ hữu cơ cô đặc từ maqui X. Và nó cung cấp cho chúng ta với một cái khẩu phần ăn sáng này, cung cấp cho chúng ta là 24 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Nếu để các anh chị mà chuẩn bị được 24 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu này trên bàn ăn của mình, các anh chị có làm được không ạ? Em cũng đã đặt câu hỏi này với rất là nhiều người, nhưng hầu như là mọi người đều biết là có người biết là cơ thể chúng ta để muốn hàng rào đề kháng khỏe mạnh, chúng ta phải nạp vào khoảng từ 21 đến 24 loại vitamin khoáng chất thiết yếu. Nhưng về cơ bản là để làm được điều này một cách đúng, những số lượng khối lượng mà cơ thể cần thì chúng ta rất là khó để mà cân đong đo đếm được, đúng không ạ? Chắc chắn là không thể làm được, giống như bản thân em đây thôi, em không bao giờ em có thể làm được điều đấy. Và nhưng với một cái bữa ăn này, giải pháp này thì đã được thiết kế sẵn, là khi chúng ta dùng một cái khẩu phần này là đã có cho chúng ta 24 loại vitamin khoáng chất thiết yếu rồi. Đó ạ. Cho nên là cái việc chúng ta dùng thêm những cái viên vitamin hoặc là kiểu như là đa vitamin ở ngoài ấy, thì có thể chúng ta dùng thêm được thì cũng rất là tốt. Nhưng nếu chúng ta không dùng được cũng không sao, bởi vì trong bữa ăn này nó đã rất là đầy đủ rồi. Và ngoài ra là nó cung cấp cho các anh chị là 16 gram protein. 16 gram protein ở đây thì nó tương đương khoảng tầm từ 1/3 đến khoảng từ 30 đến 40% lượng protein hàng ngày các anh chị cần nạp vào cơ thể, đúng không ạ? Thì khi chúng ta ăn bữa ăn này thì cái lượng đạm còn lại chúng ta có thể nạp từ đạm động vật, đúng không ạ? Với những người mà không ăn chay thì chúng ta có thể nạp từ đạm động vật, ví dụ như là thịt cá, trứng, sữa, để chúng ta đảm bảo cái lượng protein. Và đặc biệt là những người có tuổi, những người già, càng về già thì cái lượng cơ của chúng ta càng bị teo đi, đúng không ạ? Nếu chúng ta không biết cách nạp protein đúng cách, mà càng về già như bố mẹ em mà cứ ăn bảo ăn nhiều thịt không ăn được, chịu không ăn được, thứ nhất là răng là yếu, thứ hai là nghĩ đến thịt và tiêu hóa không tiêu hóa được, ăn là thấy mệt. Cho nên đây là một cái giải pháp giúp chúng ta bổ sung protein rất là tốt, và chúng ta, cơ thể chúng ta phải ăn đủ protein thì cái cơ chúng ta khỏe, thì chúng ta mới không bị teo cơ, không bị mất cơ, không bị nhão cơ, và chúng ta làm việc gì chúng ta mới có cái năng lượng tốt được, đó ạ, phải đi lại mới nhanh nhẹn được. Và một cái nữa rất là hay, đó là cái men lợi khuẩn. Men lợi khuẩn ở đây là nó là một cái thành phần cực kỳ là tuyệt vời mà các nhà khoa học đã đưa vào cho cái sản phẩm này. Men lợi khuẩn nó giúp cái hệ tiêu hóa của chúng ta được bảo vệ. Và ngoài ra là khi men lợi khuẩn, đây là một thông tin rất là hay nhá. Các anh chị nếu mà mình cảm thấy hay thì có thể ghi lại. Cái men lợi khuẩn này khi mà kết hợp với chất chống oxy hóa thì sẽ sao ạ? Sẽ giúp cho chất chống oxy hóa hoạt động hiệu quả nhất đến 98%. Đó ạ. Đây là lý do mà tại sao men lợi khuẩn lại có mặt trong bữa ăn của chúng ta. Và trong một cái bữa ăn này thì có nghĩa là nó làm cho cái sự bảo vệ cơ thể của chúng ta đối với các gốc tự do gần như là tuyệt đối. Đó. Thì đó là một cái lý do mà trước đây em đã được từng nghe một câu chuyện của một chị đưa sản phẩm về cho bố dùng và muốn bố giảm cân. Nhưng thực tế là cái giảm cân thì của bố chị là có, nhưng nó chưa phải là nhanh trong khoảng tầm nửa tháng đầu. Nhưng mà nó có một cái hình ảnh là cái tuyến giáp ạ, của bố chị ấy bị to ạ. Thì là so với trước khi dùng sản phẩm và sau 2 tuần dùng sản phẩm thì cái tuyến giáp đấy nó đã nhỏ đi khá là nhiều ạ. Cái gọi là cái cỡ của tuyến giáp ấy ạ. Đó ạ, đó chính là cái sự phát huy của chất chống oxy hóa với men lợi khuẩn, làm cho chất chống oxy hóa loại bỏ các tế bào gốc tự do một cách hiệu quả nhất. Đó, đây là một cái thông tin rất là tuyệt vời. Và ngoài ra là nó có bữa ăn này nó có chất xơ, nó có lá rau xanh, chất xơ rất là quan trọng các anh chị nhá. Nó sẽ làm nó như là một cái chổi rễ ạ, nó đi vào trong cơ thể mình và nó sẽ quét sạch những cái bẩn ở trong đường ruột của mình. Và nó có cả lá rau xanh nữa, có rất là nhiều loại lá rau xanh rất là tốt ở đây. Thì để trong trường hợp mà chúng ta mà không ăn được đủ lượng rau xanh ấy, thì đã có sản phẩm này lo chúng ta rồi. Đó ạ. Thì cái lợi ích là gì ạ? Là vị ngon rất hấp dẫn, hay chỉ có 2 vị thôi, là vị hiện tại là có vị vani và vị sô cô la. 2 vị này vị nào các anh chị chọn cũng được, đều rất là ngon, và nó chỉ chứa có 120 calo mỗi khẩu phần thôi. Thông tin này thì em có thể cung cấp để các anh chị có thể hiểu thêm. Nếu chúng ta thay thế bữa sáng bằng một cái bữa query shake này
thì chúng ta mỗi một ngày cơ bản là chúng ta đã loại được ra khoảng tầm 400 đến 500 calo thừa. Vì sao ạ? Vì nếu chúng ta ăn sáng như cách truyền thống là chúng ta ăn phở, ăn bún, ăn xôi, ăn bánh mì thì thường các bữa sáng đấy sẽ cung cấp cho chúng ta khoảng từ 400 đến 700 calo. Đúng không ạ? Nhưng mà bữa ăn này chỉ có 120 calo thôi thì các anh chị cũng biết rằng là cân nặng thừa là do đâu ạ? Là do calo thừa thôi. Và khi khoảng 7.700 calo thì sẽ tạo ra 1 cân, 1 kg trọng lượng thừa. Đó, thì các anh chị cứ đặt cái con số lên tính thôi. Một 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 ngày thì là chúng ta sẽ bị thừa bao nhiêu và cái bữa ăn này không thêm đường. Đó. Và đây là cái thành phần thứ hai, đó là cái viên năng lượng energy. Đây là một, chúng ta nghe tên đã thấy là nó là từ về năng lượng rồi đúng không ạ? Đây là một cái viên màu tím, một cái lọ này có khoảng 60 viên. Và khi mà chúng ta dùng cái viên này ấy, thì nó có những cái lợi ích là nó giúp đốt mỡ. Đây là cái giải pháp mà sẽ giúp cho các anh chị nếu gặp khó khăn trong vấn đề giảm mỡ và giảm cân thì nó sẽ là giống như là một cái giải pháp thông minh ấy, mà chúng ta không phải đau đầu suy nghĩ rằng là chúng ta phải ăn kiêng cái gì hay chúng ta phải phải làm như thế nào để chúng ta giảm được mỡ. Nếu chúng ta chỉ cần tuân thủ một cái quy tắc là dùng đúng đủ đều thôi thì chắc chắn là mỡ sau khoảng 30 ngày của các anh chị là nó sẽ được loại bỏ ra khỏi cơ thể và cơ thể của anh chị nó sẽ được giảm mỡ rất là nhiều. Và đấy là một cái gọi là tác dụng thứ nhất. Tác dụng thứ hai là nó tăng cái mức năng lượng cho các anh chị. Các anh chị khi dùng cái sản phẩm này xong thì hoàn toàn là có thể cảm thấy là cái năng lượng trong cơ thể mình nó được tăng lên rất là nhiều. Chúng ta cảm thấy khỏe, chúng ta tăng sự tập trung vào mạch lạc. Khi mà chúng ta tăng sự tập trung vào mạch lạc thì chúng ta giải quyết công việc có tốt không ạ? Chúng ta làm những cái công việc khác của chúng ta cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và một cái lý do nữa em cũng rất là yêu thích ở cái viên năng lượng này. Cái viên năng lượng này thực sự là lúc nào cũng có ở trong trong túi sách của em và lúc nào cũng có ở trên bàn làm việc của em. Bao giờ em cũng bóc hai lọ luôn là để em dùng. Để đôi khi mình đi đâu mà mình quên ấy thì nó sẽ giúp chúng ta là làm giảm cảm giác thèm đồ ngọt. Cái này nếu mà những người giảm cân có hay bị mắc không ạ? Mặc dù là nghe chuyên gia dinh dưỡng nói rằng là về không được ăn những cái đồ những bữa ăn phụ hoặc không được ăn vặt bằng đồ ngọt, nhưng mà thực tế là khi người ta bị đói ấy, thì cái này không thể nào mà ngăn được mồm người ta đâu ạ. Chắc chắn là ăn. Và đặc biệt là những anh chị kể cả những người gầy thì cái việc mà mình ăn những cái đồ ngọt nhiều ấy, chúng ta cũng phải thay đổi thói quen. Bởi vì tại sao ạ? Bởi vì đồ ngọt thì trong đấy là nó có đường, nó gọi là refined sugar, tức là đường tinh luyện ấy. Mà các anh chị cứ lên mạng tra xem là chúng ta dùng đường tinh luyện thì có tốt cho cơ thể không? Nó cực kỳ là độc hại cho cơ thể đấy ạ. Cho nên là chúng ta hãy giảm cái việc mà dùng đồ ngọt mà có chế phẩm từ đường. Chúng ta nếu chúng ta phải nấu ăn thì chúng ta hãy dùng những cái tự nhiên, ví dụ như là chúng ta có thể dùng mật ong, chúng ta thay thế rất là tốt ạ. Và chúng ta giảm dần đi. Đó, thì cái viên này nó sẽ giúp các anh chị thành lập được cái thói quen đấy một cách dễ dàng. Đó, không phải là chỉ người béo mới phải giảm đồ ngọt đâu, người gầy cũng nên thay đổi thói quen đó ạ. Và hoàn toàn là cái viên này nếu các anh chị dùng thời gian đầu thì chúng ta sẽ dùng dần để chúng ta quen dần với cơ thể. Có nghĩa là theo như hướng dẫn là chúng ta sẽ dùng một viên một ngày. Nhưng nếu chúng ta là những người mới, chúng ta là những khách hàng mới hoặc là những người kinh doanh mà chúng ta đang sử dụng sản phẩm để trải nghiệm mới thì em khuyên là các anh chị trong 1-2 ngày đầu chúng ta sẽ dùng khoảng nửa viên sau khi ăn, sau khi trong dạ dày chúng ta đã có đồ ăn rồi. Thì bởi vì tại sao ạ? Nó tăng năng lượng cho nên là nếu chúng ta chưa quen chúng ta dùng ngay một viên ngay. Em có một bạn em quên không không dặn đấy, bạn ấy dùng 2 viên một lúc ngay, em đưa cho bạn cái túi nhỏ nhỏ này và bạn ấy bị say đó. Thì cái này là mình chú ý một chút, nó không có ảnh hưởng gì, nó rất là tốt, nhưng cơ thể chúng ta nó cũng như là một cỗ máy, chúng ta có đổ xăng hay chúng ta có làm gì nó cũng phải từ từ chứ không phải là mình bụp một cái mình làm vậy bắt cơ thể phải thích nghi. Thì lúc đấy các anh chị bảo ô sản phẩm này sao mà dùng vào lại có vấn đề đúng không ạ? Thì tất cả là nó phải là do cái cách của chúng ta thôi ạ. Đó ạ. Cái thời gian em chia sẻ hôm nay nó cũng hơi bị lố thời gian một chút, thì cái phần chia sẻ về kết quả này thì có lẽ là nó ở trên 200 quốc gia rồi, nhiều kết quả lắm. Các anh chị hãy theo dõi cái trang page của Query để chúng ta nắm được cái kết quả trên toàn thế giới. Đó ạ. Đây là một cái anh mà giảm giảm cân thì anh ấy đã không cần phải nới xin cái dây nới lỏng dây an toàn khi đi máy bay nữa. Đó ạ. Đây đây là tất cả những kết quả. Về phần kết quả này em sẽ không chia sẻ nhiều nữa mà bây giờ em sẽ xin nhường lời lại cho chị MC để chị có thể là mời một vài khách mời lên để mình chia sẻ về kết quả để các anh chị nghe thực tế nó sẽ tốt hơn. Và bởi vì là khoảng 20 giờ 50 là chúng ta đã có diễn giả quốc tế vào rồi, nên là chúng ta sẽ tuân thủ để đúng cái giờ này. Vâng, em xin mời chị Tina Lê ạ.
Cảm ơn em. Chị Yến có thể bắt đầu đi ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và để trước khi mà chào đón các anh chị đến từ trường các nước, thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với những cái anh chị đã dùng sản phẩm này tại thị trường Việt Nam rồi. Và ở trong phòng Zoom của chúng ta thì có một bạn, đó là bạn Trang Bùi. Trang Bùi có thể chia sẻ cái sản phẩm mà em đã dùng, và Trang Bùi có thể chia sẻ những cái kết quả mà em, khách hàng của em đang dùng được không? Vâng ạ. Em cũng rất là cảm ơn chị đã cho em cơ hội để chia sẻ cái kết quả của mình. Và cũng xin được làm quen với quý cô bác anh chị ở trên Zoom. Em giới thiệu qua về mình, em là Trang Bùi, năm nay 40 tuổi, đến từ thị trường Cẩm Phả, Quảng Ninh. Và cũng rất là nhân duyên, và em cũng rất là biết ơn chị Đặng Hương Ly. Chị đã chia sẻ cho em một cái giải pháp về bữa ăn dinh dưỡng cân bằng. Nhưng cái điều tuyệt vời hơn hết là mình ăn cái gì chưa quan trọng, nhưng quan trọng là mình hiểu về cái bữa ăn đó. Nên là những cái buổi mà được nghe các diễn giả, các anh chị chia sẻ về sản phẩm ấy, em vô cùng là lắng nghe để mình biết làm sao để mình dùng đúng đủ đều, để mình có một cái kết quả tốt nhất cho đỡ lãng phí, phải không ạ? Nên là bản thân em ấy, thì em xin phép là chia sẻ về cái kết quả tăng cân của mình. Thì trước đây là em 63 cân. Nhưng khi em giảm cân ấy, thì lại giảm quá, là khi mình chỉ còn 48kg thôi. Nhưng khi biết đến sản phẩm Diary á, thì em sử dụng cho mình được hơn 7 ngày thì em lên được 2 cân. Đó, thế nên là vấn đề tăng cân hay giảm cân thì đây là không phải là vấn đề, phải không ạ? Cái đó là do mình điều chỉnh và mình hiểu về cái sản phẩm thì mình điều chỉnh được. Nhưng cái điều quan trọng nữa là con trai em ạ, bạn ấy năm nay 14 tuổi. Nhưng khi bạn dùng sản phẩm ấy, thì cái vấn đề như chị Hương Ly vừa chia sẻ em thấy rất là đúng. Cái hạn chế về vấn đề đồ ăn ngọt hoặc hạn chế về cái đồ ăn vặt thì bạn có hạn chế hơn, có nghĩa là hạn chế tốt hơn. Vì ở cái lứa tuổi đó là cái lứa tuổi mà đang có nhu cầu đòi ăn. Đấy, thì là bạn hỗ trợ được bạn ấy tốt hơn. Và cái thứ hai nữa là ăn được 7 ngày thì bạn ấy xuống được gần 2kg mỡ thừa. Đấy, em thấy là cái điều đó là điều của hai mẹ con thì vô cùng là ấn tượng. Nhưng cái điều đặc biệt hơn hết là em có một khách hàng thì cô bị vấn đề là thoái hóa khớp gối, hẹp khớp gối, gai khớp gối, và cô bị loãng xương khớp gối. Đi lại của cô rất là khó khăn và thậm chí cô phải đi xe lăn. Nhưng khi bắt đầu di chuyển phải đi xe lăn ạ. Nhưng khi bắt đầu cô dùng được 1 tháng 18 ngày thì cô xuống được 9kg mỡ thừa. Nhưng cái điều quan trọng em thấy ở đây đó lại là tuyệt vời là cái mỡ nội tạng và cái mỡ dưới da cô xuống rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề về cái trọng lượng cơ của cô thì lại không xuống. Và cái điều quan trọng nữa là cái khi cô, trước khi cô dùng sản phẩm Diary là cô phải uống một viên huyết áp vào buổi sáng. Nhưng khi cô dùng 1 tháng 18 ngày á, là cái viên huyết áp cô bảo là cô không phải uống nữa. Và thứ hai nữa là cái vấn đề đứng lên ngồi xuống của cô nó tốt hơn. Quý cô bác, anh chị thấy rằng là đang tổn thương cái khớp gối mà bây giờ phải đeo trên mình 9kg nữa thì có bị quá tải không ạ? Nhưng mà đến bây giờ, hiện tại đến bây giờ là cô xuống được 11kg mỡ thừa. Thì bản thân cô giảm được 11kg thì cái trọng lượng nó không bị áp tải vào cái đầu gối nữa, nên cái vấn đề mà cô giảm đau rất là nhiều. Và cái điều em thấy quan trọng nhất ấy, là khi mình giúp được một ai đó, mình chỉ được nhận được một cái lời cảm ơn từ người ta, thì em thấy là ở đây nó là một cái kết quả và một cái công việc nó vô cùng là thú vị. Bởi vì làm sao ạ, mình đang đem được một cái lợi ích và một cái giá trị sức khỏe cho người khác. Ngoài bản thân gia đình em, nhưng mà bên cạnh đó em có những người có những cái kết quả vô cùng là tuyệt vời. Và hôm nay em cũng vừa được một bạn chia sẻ, đó là bạn bị ung thư vú, mà bạn ấy đã mổ và cắt đi một bên rồi. Nhưng khi em chia sẻ với bạn ấy về cái sản phẩm này, bạn rất là đón nhận, thì bạn chỉ thấy rằng ở đây là đã sống được 6 gốc tự do. Mà trong cái 6 gốc tự do này thì nó có cái vấn đề về ung thư ạ. Bởi vì trong cơ thể là chúng ta là có cái tế bào tốt và tế bào xấu luôn luôn song hành trong cơ thể, phải không ạ?
Thế nên khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta sẽ đẩy lùi được những cái tế bào yếu ra ngoài, thì chúng ta sẽ là thân cường thì bệnh nhược. Nên là bản thân bạn dùng sản phẩm này thì bạn chia sẻ lại cho em là thứ nhất là bạn cảm thấy là không bị mệt mỏi, thứ hai nữa là cái giấc ngủ của bạn tốt hơn, và thứ ba nữa là cái vấn đề nhu cầu ăn của bạn thì bạn cảm thấy ăn ngon miệng hơn. Nên là ở đây em rút ra một cái bài học, đó là kết quả sẽ phụ thuộc với từng cá nhân, không kết quả không phải là điển hình, mỗi một cơ thể chúng ta sẽ có một cái kết quả khác nhau. Thế nên là hôm nay em cũng rất là vui và vinh dự được ban tổ chức cho chia sẻ về kết quả của gia đình em và kết quả của những khách hàng mà em cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm. Em cũng rất là biết ơn và cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn quý cô bác anh chị đã dành thời gian lắng nghe em chia sẻ ạ. Vâng, em cảm ơn ạ. Thank you, bạn Trang Bùi. Cảm ơn Trang Bùi rất là nhiều. Và trong phòng Zoom của chúng ta thì còn khá là nhiều các anh chị đã sử dụng sản phẩm. Tôi muốn hỏi là chị Hồng có ở đây không? Chị Hồng có thể chia sẻ cái kết quả của chị Hồng trước khi mà chúng ta đến với lại một chuyên gia, một trong những người mà có cái nguồn thu nhập từ cái việc chỉ sử dụng sản phẩm thôi. Và ông được sử dụng miễn phí rồi nhưng ông có thu nhập tiền tỷ mỗi tháng nhờ cái việc là sử dụng sản phẩm này. Vậy thì chị Hồng có ở đây không? Chị Hồng có thể bật mic để chia sẻ với mọi người được không? Có em ơi. Ok, để em chiếu cái hình ảnh của chị Hồng. Chị Hồng nói chuyện đi. Xin chào buổi tối các anh chị trong khán phòng ngày hôm nay. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là tên họ đầy đủ là Phạm Thị Thu Hồng. Năm nay là 59 tuổi. Thì tiếp nhận được cái sản phẩm Quiari thì từ Hải Yến. Thấy Hải Yến dáng rất là đẹp. Trước lúc chưa uống Quiari á thì mình nặng tới 64 kg lận. Thì mình bảo Yến ơi cho mình uống với. Yến bảo mình là không, chị béo như vậy là người ta dòm chị quen rồi, bây giờ chị ốm người ta dòm chị không quen đâu. Thế là chị cứ tò mò, chị bảo là bây giờ chị phải uống thôi. Thì chị uống được cái bộ thứ nhất đến qua cái bộ thứ hai. Thường thường á, mỗi sáng á là cứ để bụng trống vậy đó, nghĩ lên cân cân coi mình có giảm không, uống sản phẩm vừa uống vừa canh coi có giảm hay không. Thì thực chất là 64 kg, bữa nay là mình được 58 kg. Mà mình thấy á, nó gọn nhất á là ngay cái vùng bụng và của mình. Giờ ở ngoài á thì thấy mình vẫn tròn lắm nha, chứ không có phải là ốm đâu nha, nhưng mà cái bụng mình nó xẹp xuống, nó thấy nó gọn. Đại khái là mình biết cái sản phẩm này như bạn mà vừa chia sẻ đó, bạn gì tên gì quên rồi. Vừa chia sẻ là nói là cái sản phẩm này rất là tuyệt vời, thì mình thấy là nó tuyệt vời. Thứ nhất là nó làm cho cái bụng của mình nó xẹp. Thứ hai là mình thấy cái gương mặt của mình nó thay đổi. Thứ ba là mình thấy cái da mặt của mình nó khác đi, chứ nó không giống như ngày xưa. Thì mình hiện tại giờ đang tiếp tục là cái bộ thứ ba theo cái quy trình là 90 ngày. Thì mình chia sẻ một cách ngắn gọn và thực tế. Mình rất là cần sức khỏe, vì trước đây mình bị tim. Mình bị tim á, thì mình phải uống thuốc tim đó. Thì bây giờ mình không uống thuốc tim nữa, và từ ngày mình uống cái sản phẩm này là được gọi là hai bộ set này rồi. Tới bây giờ bắt đầu chuẩn bị ngày mai ngày mốt tới bộ thứ ba nè. Thì khi tới bộ thứ ba các bạn kêu mình á là phải xuống thêm 3 kg nữa, tại vì 58 kg, bây giờ xuống thêm 3 kg nữa là 55. Nhưng mà bây giờ đến bộ thứ ba thử xem còn xuống đúng theo cái tiêu chuẩn các bạn mong muốn mình 55 kg hay không. Mình cũng chia sẻ một cách ngắn gọn và chúc buổi tối các anh chị trong Zoom được nhiều sức khỏe. Thứ nhất là có sức khỏe thì có tất cả. Mình bệnh chẳng ai bệnh thế mình đâu các bạn ơi. Xin các bạn hãy dùng Viari một cách gọi là đúng, đều, đủ. Xin cảm ơn cả nhà. Cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Và quý vị thấy rằng là chị Hồng có 3 cái mà biến mất. Thứ nhất là chị Hồng khi mà dùng ấy, thì tôi bảo chị là dùng một viên đi,
thì chị dùng, chị bảo chị dùng không được một viên, chị chỉ dùng có nửa viên với lại một một cốc query thôi, tại vì chị bị tim, khi mà chị dùng một viên thì tim đập rất là nhanh, chị sợ đấy, và chị chỉ dùng nửa viên một ngày, và một tháng như thế dùng nửa viên mà chị cũng xuống được 4 cân. Nhưng mà quan trọng ấy, đó là toàn bộ cái mỡ này này chị dày cả cục luôn ấy, là dày nhiều lắm, thì cái mỡ này nó bay đi rất là nhiều. Cái thứ hai đó là cái mỡ ở tay này, cái bắp tay của chị Hồng, là tất cả những cái áo mà chị mặc này ấy, là 10 năm trước, từ 10 năm trước đã không mặc được rồi, cái áo dài nữa, nhưng bây giờ là mặc lại những cái áo cũ. Thứ ba nó là những cái bệnh tim mạch của chị đấy, là chị đi bộ là không đi được, chị không đi được bộ nhiều, dài, đi 1 kg là mệt rồi, không đi được, nhưng đến bây giờ thì đi bộ được và không thấy mệt nữa. Không phải dùng thuốc tim, nhưng mà toàn bộ những cái thành mạch nó sạch, nó làm cho cái năng lượng của chị nó rất là mạnh, tại vì là chị, ở gần chị đấy là cái năng lượng nó rất là nhiều, tại vì người nó nhẹ bẫng đi á. Và chị bảo là, chị hỏi là thế có cần xuống giảm cân nữa không, tôi bảo tôi chị phải xuống thêm 3 cân nữa, và không phải một mình tôi bảo đâu, mà chồng chị cũng thấy khác biệt và con chị cũng thấy khác biệt, cho nên là bảo ok em xuống thêm 3 cân nữa đi. Và chị lại bắt đầu dùng, nhưng đợt này thì là dùng một cốc một ngày và thêm một viên, tức là uống đủ một viên chứ không phải là nửa viên như đợt như tháng trước nữa. Cho nên cơ địa của mỗi một người chúng ta sẽ khác nhau, vì thế chúng ta sẽ thử trước. Còn ai bị tim mạch và huyết áp thì chúng ta sẽ uống nửa viên thôi, nhưng mà chúng ta cứ uống đúng đủ đều là chúng ta kiểu gì cũng xuống.